Lứa tuổi Gen Z, sinh từ năm 1997 năm 2012, thường được gọi là siêu kết nối, nhưng đôi khi đây chỉ là một sự gán nhãn từ truyền thông. Đằng sau dấu ấn này, có nhiều vấn đề đáng lo lắng. Hiện nay, bữa ăn gia đình ở Việt Nam thường không còn bầu không khí sum vầy truyền thống, mà thay vào đó, công nghệ thường xuyên xen vào. Ba có thể kiểm tra email, mẹ nhắn tin, trong khi các con thường mỗi người một chiếc điện thoại, đắm chìm trong các trò chơi điện tử hoặc lướt mạng xã hội. Sự phân tách này tạo ra một thế giới riêng biệt cho mỗi người trong gia đình. Dù có nhiều kết nối ảo, nhưng điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt trong việc tương tác trực tiếp và chia sẻ tình cảm trong gia đình. Trẻ em thường mất dần khả năng tương tác xã hội và có thể gặp rối loạn trong cảm xúc và quan điểm về thế giới xung quanh. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tác động tiêu cực của việc này, nhưng cũng có ý kiến rằng đây là một phần của thời đại và không nên quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Một nghiên cứu mới cho thấy mỗi ngày, một người Việt Nam dành trung bình 6,2 tiếng cho việc sử dụng điện thoại thông minh và mỗi tuần sử dụng trung bình 20,5 ứng dụng khác nhau, trong đó có nhiều ứng dụng mạng xã hội và nhắn tin. Các ứng dụng phổ biến như Facebook, Messenger, Zalo, TikTok, YouTube và Instagram đều được sử dụng rộng rãi. Cuộc sống hiện đại với nhiều cơ hội kết nối và phát triển sự nghiệp mở ra trước mắt chúng ta. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mua sắm và giao tiếp, xã hội công nghệ cũng đặt ra những thách thức mới, đặc biệt đối với trẻ em. Một kiến trúc sư làm việc với khách hàng giàu có đã phải soạn một danh sách địa chỉ trị liệu tâm lý trẻ em. Anh ta chia sẻ rằng nhiều phụ huynh hỏi thăm và nhờ giúp đỡ về việc con cái họ dường như bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc sống trên màn hình. Điều này bao gồm việc sống hoàn toàn trên màn hình mà không còn để tâm đến thế giới xung quanh. Đôi khi, trẻ con thậm chí trách móc cay độc và không thừa nhận cha mẹ của họ, bởi vì họ không giống các hình mẫu mà chúng thần tượng trên mạng. Ngoài ra, kỹ năng thực tế và sự quan sát đời sống hàng ngày đang mất dần. Điều này dẫn đến nguy cơ trẻ em bị tổn thương tâm lý, và chính sự tổn thương này có thể dẫn đến nguy cơ xâm hại trực tuyến. Trẻ em thường không phân biệt được giới hạn của tương tác mạng xã hội với thực tế và không có trách nhiệm kiểm soát thông tin cá nhân. Họ có thể chia sẻ mọi thứ lên mạng, bao gồm nội dung không phù hợp và quan tâm quá mức đến nội dung khiêu dâm, bạo lực và các thách thức nguy hiểm. Điều này đôi khi khiến cha mẹ khó tin rằng con cái của họ lại tham gia vào hành vi quấy rối và bạo lực ngôn từ trên mạng. Cuộc sống hiện đại với sự phát triển của công nghệ mở ra nhiều cơ hội kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ em. Một trong những nguy cơ đó là việc kết nối với những người lạ trên mạng có thể dẫn đến các trò lừa đảo, thao túng tinh thần và các mối nguy hiểm khác nhau như bạo lực và tình dục. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều trường hợp trẻ em hẹn hò với bạn bè trên mạng và bỏ nhà đi, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở các vùng quê. Điều này đặt ra vấn đề về việc trẻ em không được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng an toàn khi sử dụng mạng xã hội. Một mối nguy khác đến từ bạn bè và người thân của các em. Nhiều phụ huynh đã bất ngờ khi đọc tin nhắn của con cái mình với bạn bè, thường chứa các ngôn từ bạo lực và tục tĩu. Hiện nay, việc bảo mật trẻ em trước bạo lực và xâm hại tình dục trực tuyến là một ưu tiên quan trọng. Thế hệ Z, với xu hướng chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng và sự nổi loạn, có thể dễ dàng trở thành nạn nhân của những nguy cơ này nếu họ không được trang bị các kỹ năng an toàn trực tuyến. Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp cho con cái mình thiết bị công nghệ di động cùng với hướng dẫn an toàn trên Internet. Mặc dù việc giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội và thiết bị di động có thể khó khăn, thời gian dành để tạo sự kết nối và thảo luận về cuộc sống trực tiếp với con cái là quan trọng. Điều này giúp phụ huynh nắm bắt các vấn đề mà con cái đang phải đối mặt và giúp họ tháo gỡ và định hướng trong môi trường mạng để tránh trở thành nạn nhân.